Ôi là trời, cái gì mà chán dữ vậy trời. Tết nhất đến nay mà không có miếng động lực nào nữa vậy trời. Em nhìn vậy em là có giống con người không Đa? Tết mà em làm mọi thứ như vậy để giật đầu chị dậy để chơi với em thôi mà. Em muốn dựng cái đầu chị dậy thì em phải làm gọn cái đầu em trước đi Đa. Dễ mà. Chiêu. Cái đầu em gọn rồi nè, cái đầu chị dựng lại được chưa? Chị không còn cái hứng thú đi dựng cái đầu chị dậy nữa Đa. Chán ghê chưa, nhìn cái thai chị kìa, thiệt là mềm mại và mang thai. Gì? Nhìn cái thai chị thiệt là mềm mại và khoan thai. Thiếu một thứ kìa chị. Thiếu thứ gì vậy em? Thiếu chai nước biển chia lên đầu nằm chị đó chị. Có nước biển là có phong thủy, có nước là có tiền nha chị. Đừng có để chị dựng cái đầu chị vậy, chị lấy cái đầu gối chị đá vào cái đầu nợ em đó Đa. Vậy cũng được chị, ngờ miễn sao chị dạy chị đi chơi với em là được rồi. Ôi, nghỉ dịch ở nhà 6-2 giờ nằm ở nhà không muốn đi đâu chết chưa? Ủa, em nhớ hết dịch giờ mà chị. Chị? Toàn bộ khu vực này truyền tay em, nói hôm nay hết dịch giờ mà chị. Thiệt không em? Để cho chị mừng nè. Chị em làm F1 rồi đó. Chị nằm chị nở kệ chị. Em nói một hồi chị bóp em tem với cái hũ gì đó. À cái hũ gì vậy? Hũ cát đó chị. Hũ cát hôm qua lo cho chị ăn cho chị không mập đó chị. Nếu chị không thích cát em cho chị cái khác. Cái gì em? Đây nè chị. Ai đây? Bạn em đó chị thích không? Em làm mai cho. Chị tuổi gì? Chị tuổi Dần. Năm nay năm Dần nhất chị rồi nha. Nhất chị rồi. Năm tuổi không đuổi cũng đi. Sao em chưa đi? Tại chị chưa đuổi. Giờ chị đuổi nè. Em không đi. Anh tuổi gì? Anh tuổi Hợi. Dần thân tỵ Hợi tứ hành xung nhất chị rồi nha. Gì vậy bà? Tứ hành xung sao mà cưới? Xung túc xung mạng đó chị. Xung khắc đó má. Trời ơi sao em sai chính tả từ trên mạng giao cái giao ngoài đời vậy cưng? Gió đưa cành trúc la đà. Em sai chính tả có là gì đâu. Không làm vợ chồng thì mình làm bạn. Trên tình bạn dưới tình 1 tiếng 60 2 tiếng 80. Ủa 1 tiếng 60 2 tiếng 80. Cái gì mà nghe quen với vậy cưng? Câu cá với chí đó chị. Đó không quen. Anh chị đi câu cá với nhau đi. Câu qua câu lại dính như được dính. Ủa? Nó là biến ra mất tiêu rồi. Tại cái miệng của chị nên nó biến mất tiêu rồi. Thôi, chị không nói chuyện với em nữa. Chị không hỏi có chần đâu với em nữa. À, giặt đầu chị dậy. Hai chị em mình cùng đi chùa cầu gia đạo đi. Chị cạo ra rồi vậy chị không là cần cầu gia đạo đâu. Giờ chị muốn đi đâu em dẫn chị đi. Chị muốn em đi về. Chị muốn nằm im à. Được thôi, bà muốn tôi về thì tôi về. Cưng ơi, chờ chị vô. Được không? Nha, nếu mọi người, người thấy hay thì mọi người nhớ đăng ký kênh, like, share và like và đăng ký kênh Nguyễn Bình Tâm Bình Bình Việt.